xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề video về sinh lý hệ tiêu hóa và mình cùng nhau tìm hiểu phần sinh lý túi mật và tuyến tụy à, trước hết là nói về phần túi mật hay là gallbladder thì mình sẽ nhắc lại phần vị trí giải phẫu đây là vùng gan nè mặt phía dưới gan chính là vị trí túi mật là nơi dự trữ và cô đặc mật xuống phía dưới này là ống mật chung và đổ vào hợp với ống tụy ống tụy là từ cơ quan tuyến tụy đi ra và tụy là cái tạng nằm phía sau dạ dày bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu cấu trúc cụ thể của nó như thế nào à, trong video clip trước đó mình đã đề cập gan là cơ quan sản xuất ra dịch mật sau đó đổ vào cái vùng ống gan này ở đây thì có vùng ống túi đưa vào trong túi mật để dự trữ và cô đặc khi cơ thể mình có nhu cầu thì dịch mật từ túi mật sẽ đổ vào sẽ có bóp tống vào cái ống gan chung à ống mật chung đây là cái vùng ống mật chung ống mật chung này sẽ hòa với cái vùng ống tụy nè đổ ra vùng tá tràng thông qua cái vị trí là nhú tá tràng à, hay là tại vị trí này có cái cơ vòng ở đi chút xíu mình sẽ thấy được cái vị trí giải phẫu đó còn vùng tuyến tụy thì ở đây chúng ta quan sát được một cái cấu trúc này là cấu trúc phóng to lên thì mình thấy tuyến tụy sẽ có hai phần chính quan trọng đó là vùng nang tụy nè nang tụy là cái vị trí để sản xuất ra dịch tụy đổ vào trong cái ống tụy này xung quanh nó sẽ có cái nang tụy và cái vùng đảo tụy à, đảo tụy hay là đảo Langerhans lăng là cái vùng mà mình đã tìm hiểu trong phần sinh lý hệ nội tiết nó liên quan đến tiết ra insulin và glucagon còn cái vùng nang tụy thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nó tiết ra những cái enzyme đóng vai trò là à, thực hiện chức năng ngoại tiết của tuyến tụy à, đi vào sâu hơn thì ở đây mình sẽ thấy được túi mật ở đây là vùng túi mật cái túi mật là cái tạng nằm ở mặt dưới gan với chức năng là dự trữ và cô đặc mật à, quan sát cái đường đi của túi mật thì đây là từ cái ống gan ở trong gan nè ở à đây là cái ống túi nè đổ dịch mật vào bên trong túi mật thì tại vị trí phía trên này ở vị trí cổ nè thì nó có cái sphincter hay là cái cơ thắt cơ thắt tại vị trí cổ túi mật để giữ cho túi mật có khả năng dự trữ khoảng à, từ 30 đến 100 ml dịch mật sau đó khi mà cơ thể mình có nhu cầu thì nó sẽ giãn cái túi này ra và tống dịch mật vào trong cái ống mật chung lại là cái vùng ống mật chung nè hòa với cái vùng ống tụy à, vị trí này chính là cái cơ vòng đi để đổ vào cái vùng tá tràng. À thành phần dịch mật có thì hôm trước mình đã có điểm sơ qua rồi. Thành phần dịch mật thì bao gồm muối mật nè, bilirubin, cholesterol và một số các chất khác. À, và dịch mật thì có màu vàng xanh. Co à, khi mà cơ thể mình cần à, dịch mật á thì nó sẽ co cái cơ túi mật và tống xuất mật vào trong ống mật chung qua cái cơ vòng Oddi và tống xuất vào tá tràng. Thì phần này chỉ là cái mô tả cho cái hình ảnh lúc nãy thôi. À, đó là sơ lược về dịch mật. À, phần thứ hai mình tìm hiểu đó chính là tuyến tụy đây là phần chính của video ngày hôm nay là pancreas tuyến tụy tụy là cái tạng đóng vai trò là một cái cơ quan tuyến tiết ra các chất à, nó là một cái tạng mềm vừa có chức năng nội tiết vừa có chức năng ngoại tiết đây là cái điểm nhấn quan trọng của tuyến tụy đây chúng ta vẽ phóng to lên thì à, đây là tuyến tụy nè tuyến tụy gồm có hai phần đó là nang tụy và đảo tụy nang tụy là chứa các tế bào biểu mô để tiết ra dịch tụy đóng vai trò ngoại tiết còn đảo tụy là tiết ra những cái hormone như là insulin, glucagon vân vân để đóng vai trò nội tiết trong cơ thể. Và chủ yếu trong phần tiêu hóa thì chúng ta chỉ tìm hiểu chức năng ngoại tiết của tuyến tụy thôi. À, dịch tụy thì dịch tụy gồm có hai thành phần chính đó là chứa enzyme và nó có khoảng là 20 enzyme, 20 loại enzyme khác nhau. và HCO3-. Trong 20 loại enzyme đó thì mình sẽ tìm hiểu ba loại enzyme chính đó là amylase, lipase và trypsin quá trình tuần hoàn à, quá trình tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non á, ở phần ruột non hay là phần duodenum, là phần tá tràng thì nó cần sự phối hợp của hai loại enzyme, một là cái men tụy nè, là có ba cái hóc môn chính là amylase, lipase và trypsin và kết hợp với một cái enzyme nữa trước đó mình đã có tìm hiểu đó là brush border enzyme. À, hay cụ thể đó là enterokinase để giúp hoạt hóa men tụy. À, tại sao lại cần à, cái brush border enzyme? Thì đây mình quan sát cái hình mô tả thực hiện cái này thì men tụy gồm có hai thành phần chính đó là enzyme và HCO3 trừ thì mình quan sát một cái tế bào này một cái nang tụy phóng to lên thì mình thấy này HCO3 trừ thì thực tế nó được tiết ra từ phần lớn cái tế bào lót ống tụy nè tế bào lót ống tụy bên bên ngoài này Đấy, tế bào màu xanh dương còn tế bào nang tụy thì để tiết ra những cái enzyme nhưng mà enzyme này ở trạng thái bất hoạt vậy thì HCO3 trừ này đến ra, đến từ đâu trong men tụy H3 trừ này đến từ đâu Bởi vì thực tế mình biết hco 3 trừ trong men tụy giúp để trung hòa cái lượng H cộng từ dạ dày tống xuống tá tràng Vậy thì hco 3 trừ này thực tế đến từ cái tế bào này Tế bào lót ở ống tụy Cụ thể cơ chế tiết của nó như thế nào Một cái dòng máu khi mà đến các tế bào lót này á Thì nó mang theo CO2 CO2 sẽ diffusion qua bên tế bào này đây, tế bào lót, tại vì CO2 bản thân nó là một chất không phân cực cho nên nó có thể khuếch tán qua màng tế bào. CO2 kết hợp với nước tạo ra H+ và HCO3-. H+ sẽ được bài tiết trở lại vào trong máu, còn HCO3- sẽ được tiết vào trong dịch tụy Thì HCO3- được tiết như thế nào? Thì HCO3- được tiết theo thông qua cái cơ chế đó là đối vận chuyển với thằng Cl-. Tức là một HCO3- đi qua thì một Cl- từ dịch tụy này đi ngược lại tế bào. Ở khi cl trừ quay ngược lại tế bào thì nó sẽ không có hco 3 sẽ không có cl trừ bên trong dịch tụy để tiếp tục cơ chế tiết này nữa nên là sẽ có một cái bơm đó là cft cftr hay là cystic fibrosis transmembrane conductance regulator thì mình chỉ cần nhớ cftr này á là một cái cftr này là một cái bơm giúp vận chuyển cl trừ từ tế bào ra dịch tụy nè đó, nó tạo ra cái sự chênh lệch điện hóa để tiếp tục tiếp tục tiết HCO3 trừ nữa à, như vậy thì à, à, nếu mà trường hợp á, cftr này bị mất chức năng đấy, bị mất chức năng á, thì cl trừ này khi mà nó được vận chuyển vào bên trong tế bào đến một lúc nào đó cl trừ ở trong dịch tụy nó càng kiệt thì dẫn đến là à, không thể tiết ra được HCO3 trừ hay là làm hạn chế tiết ra HCO3 trừ vào trong dịch tụy và enzyme nó sẽ bị tích tụ lại bên trong tuyến tụy và enzyme nó có thể tự hoạt hóa gọi là hoạt hóa sớm có thể gây phá hoại tuyến tụy à, đó là cái cơ chế trong bệnh lý sơ tụy rồi mình sẽ đi vào một cái tế bào cụ thể đây, cái tế bào này nó sẽ giúp mình dễ mường tượng hơn về cái cơ chế sản xuất khc ba trừ hầu hết men tụy đều ở trạng thái bất hoạt nha rồi ở đây mình quan sát nè thì một cái tế bào của tế bào này gọi là tế bào lót tuyến tụy nè bên này chính là phần tiếp giáp với mạch máu bên này là phần tiếp giáp với à, cái ống tụy thì trên màn tế bào nó sẽ có những cái cái bơm ví dụ như là bơm na cộng ca cộng đây là tế bào nào cũng có nè nó bơm ca cộng đi vào bơm na, cộng đi ra rồi ca cộng đi vào sau đó nó sẽ thông qua một cái bơm vận chuyển ca cộng ngược lại ngược trở lại máu nè à, na cộng na cộng được bơm đi ra và na cộng này sẽ được bơm đi vào thông qua cơ chế động vận chuyển với HCO3 ba trừ à, ngoài ra thì CO2 uh, nó được diffusion vào bên trong tế bào để tạo ra H cộng và HCO3 trừ nè. H cộng này sẽ được bơm ngược lại trong máu nhờ cơ chế đối vận chuyển với na cộng nè ở đây mình sẽ thấy được cái mối liên hệ giữa các ion luôn ví dụ như na cộng được bơm vào na cộng được bơm vào đây thông qua cơ chế đồng vận chuyển với hc 3 trừ thì nó sẽ được thải ra một là thông qua cơ chế bơm na cộng k cộng -base. hoặc là cần cái nguồn na cộng đi vào thông qua cơ chế đối vận chuyển với h cộng nè nó cũng sẽ được đào thải ra đây. vậy thì bơm na cộng k cộng -base giúp đào thải na cộng đi ra bởi vì có hai nguồn na cộng đi vào là na cộng đồng vận chuyển với HCO3 trừ và na cộng đối vận chuyển với lại H cộng. Đấy. Vậy thì ở đây mình chỉ cần chú trọng là một là cái H cộng này được trả về máu nè, thứ hai là HCO3 trừ. Thì HCO3 trừ thông qua cơ chế đối vận chuyển nè, tại vì HCO3 trừ là một ion âm nên khi nó thải ra một ion âm thì nó kéo về một ion âm. Đây HCO3 trừ vận chuyển vào trong ống tụy còn Cl trừ trả về tế bào. Sau đó Cl trừ này sẽ được thông qua cái bơm là CFTR để trả vào bên trong dịch tụy. À, là, đó là cái cơ chế để tiết ra HCO3. Còn cái dòng enzyme của tụy á, thì thực tế ở đây mình mình nhắc lại cái phần kiến thức trước đó thôi. À, men tụy, các cái enzyme vùng tuyến tụy tiết ra là enzyme ở trạng thái bất hoạt. Đây, nó tiết ra là bất hoạt. Vậy thì những cái enzyme gọi là brush border enzyme á, thực tế nó là những cái enzyme nằm ngay phía bên trên cái vùng à, vi dung mao nè. Đấy. Ví dụ như là enterokinase, đó, nó sẽ hoạt hóa dụ như là trypsinogen đây là trạng thái bất hoạt của trypsin để sẽ hoạt hóa trypsinogen này thành trypsin và trypsin gọi là cái enzyme chìa khóa để đi hoạt hóa lại tất cả các men khác của tụy đó là cái cơ chế sinh tổng hợp của các phần dịch tụy à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau